thì em sẽ đi đến cái nội dung tiếp theo của mình, đó là về nhập số dư ban đầu ạ. Số dư ban đầu này thì mình cũng sẽ có lưu ý là nó sẽ là cái số dư tại thời điểm mà chúng ta bắt đầu cái dữ liệu này trên phần mềm. Như vậy thì nếu mà dữ liệu này mình bắt đầu làm việc tại mùng 1 tháng 1 năm 2021 chẳng hạn, thì số dư ban đầu chính là cái số lượng đầu ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021 nó để mình làm việc cái này. Và để mà nhập được số dư ban đầu thì tương tự như là về cái danh mục, chúng ta lại bấm vào tính năng mở rộng, và bên dưới tất cả danh mục sẽ là đến phần là nhập số dư ban đầu ở đây. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy này là mình sẽ có tương đối là nhiều cái loại số dư ở đây. Tuy nhiên mình sẽ có một số cái loại mà mình cần chú ý. Thứ nhất là số dư tài khoản này, nó sẽ chính là tập cái bảng hệ thống tài khoản của mình. Đó. Và tiếp theo đến những cái số dư chi tiết là số dư từ tài khoản ngân hàng này, công nợ khách hàng này, nhà cung cấp, nhân viên, tồn kho vật tư hàng hóa, công cụ dụng cụ, tài sản cố định, chi phí trả trước đầu kỳ, doanh thu nhận trước đầu kỳ và chi phí dở dang. Đó. Thì ở đây mình chỉ có một cái lưu ý duy nhất là chúng ta sẽ nhập, mình sẽ bỏ cái số dư tài khoản này đến cuối cùng. Mình sẽ nhập những cái số dư chi tiết trước. Đó, vậy thì em sẽ đến với cái số dư chi tiết đầu tiên. Đó là về số dư tài khoản ngân hàng ạ. Cái số dư về tài khoản ngân hàng này thì rất đơn giản rồi. Với những cái danh mục tài khoản ngân hàng mà chúng ta đã khai báo trước, vậy thì mình cần lưu ý ở đây, một lưu ý khi mình phát sinh là mình nên hoàn thiện cái phần danh mục trước, sau đó chúng ta mới đến phần nhập số dư. Đó. Thì ở đây với số dư tài khoản ngân hàng mình bấm vào nhập số dư ở đây. Đấy. Các ngân nó dư ở loại tiền như thế nào này, ở trên đầu tài khoản mục 121 nào này, và dư của tài khoản ngân hàng nào thì mình sẽ lựa chọn tương ứng ở đây. Đấy. Và đương nhiên là với tài khoản ngân hàng thì chỉ có dư nợ thôi rồi. Vậy thì thời điểm mùng 1 tháng 1 có bao nhiêu tiền thì chúng ta sẽ thêm ở đây và mình thực hiện cắt đi. Thì sau khi mà mình cắt xong thì các cái dư nợ của tài khoản ngân hàng mùng 121 nó sẽ tổng hợp lại ở đây lên và lên số tổng số dư. Như vậy là mình đã nhập xong cái danh mục tài khoản ngân hàng. Đó, đương nhiên là nó cũng sẽ có nhập số dư từ tài khoản Excel. Nhưng mà thường thì em thấy là các đơn vị nhiều lắm thì mình cũng có khoảng 10 tài khoản ngân hàng là cùng. Có. Nên là việc nhập bằng tay như thế này thì cũng tương đối là đơn giản. Mình cũng không cần tải Excel về rồi nhập liệu làm gì cho mất thời gian. Tiếp theo là đến cái số dư công nợ khách hàng. Đó. Với ở từ bây giờ đến các phần tiếp theo thì đa số là em sẽ hướng dẫn dưới dạng là làm việc trực tiếp trên phần mềm. Còn những cái thao tác trên Excel thì do là nó sẽ tương tự như nhau thôi. Mình cứ hiểu cái thao tác trên bình thường là mình làm được Excel nên em sẽ không đề cập đến nhiều nữa. Thì với số dư một công nợ khách hàng này, chúng ta cũng sẽ tiếp tục vào bấm nhập số dư này. Đó, đầu tiên là dư nợ trên tài khoản nào mình sẽ lựa chọn ở đây. Mặc định là nó sẽ chỉ có tài khoản nào mà tích theo dõi chi tiết theo đối tượng khách hàng thì mới chọn được ở đây. Vậy thì mặc định của mình là sẽ có 131. Đó. Còn trên dữ liệu của em ở đây mình đang thấy là 1388 và 3388 nó cũng xuất hiện ở đây. Thì do là hai cái tài khoản này chúng ta bấm tích là theo dõi chi tiết theo đối tượng khách hàng. Vậy thì mình cũng sẽ nhập được số dư chi tiết theo cái đầu khách hàng ở tài khoản đó ở đây. Còn đối với các đơn vị bình thường của mình chỉ quan tâm đến 131 thôi thì chúng ta sẽ để nguyên 131 ở đây. Đó. Mình chọn đến cái khách hàng tương ứng của mình. Và dư nợ bao nhiêu hoặc dư có bao nhiêu thì chúng ta sẽ điền thông tin đầy đủ vào đây. Đó. Thì đấy là cái đầu tiên. Nếu mà đơn vị nào mình theo dõi đơn giản, mình chỉ cần theo dõi tổng công nợ thì chúng ta đền đến đây là xong. Đó. Nếu đơn vị nào mà mình theo dõi chi tiết là 150, ví dụ công ty này với 150 triệu này, người ta nợ ở những hóa đơn nào thì phần mềm đáp ứng cho mình là chi tiết được công nợ khách hàng theo hóa đơn ở đây. Đấy. Như vậy chúng ta điền ngày hóa đơn chứng từ vào này. Ví dụ là và nó là đầu kỳ cho nên nó phải nợ trước cái ngày mình bắt đầu làm việc trên phần mềm, ví dụ 20/12/2020 chẳng hạn. Đó, số hóa đơn chứng từ, giá trị của hóa đơn, ví dụ ở đây em theo dõi hai hóa đơn, một hóa đơn 100 triệu. Đó. Và một hóa đơn 50 triệu. Đấy. Làm sao mà chúng ta phải khớp là cái số còn phải thu này nó phải bằng tổng cái dư nợ 131 ở đây thì chúng ta mới có thể cất dữ liệu đi.
Đó, như vậy là chúng ta sẽ có là tổng công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Gia này. Đầu kỳ người ta nợ mình 150 triệu và mình có thể xem chi tiết được là người ta nợ trên từng cái hóa đơn như thế nào. Đấy, để đến trong kỳ tiếp theo này của mình trên dữ liệu mới này. Nếu mà người ta phát sinh trả theo từng hóa đơn thì phần mềm cũng đáp ứng những cái tính năng trả theo hóa đơn đấy luôn. Thì nó sẽ phục vụ ở cái phần công nợ ở phía sau. Đó. Nên nếu công ty nào mình theo dõi được chi tiết công nợ theo hóa đơn thì chúng ta cũng sẽ điền thêm đầy đủ thông tin vào đây để kiểm soát. Đó. Như vậy đó là về phía là nhập số dư công nợ khách hàng rồi. Tương tự như vậy thì số dư nhà cung cấp cũng sẽ thao tác hoàn toàn là y hệt, nó chỉ khác về số tài khoản thôi. Và cái danh sách nhà cung cấp này ở đây này. Đó. Thường thì nó sẽ là ở bên dư có. Sau đó thì là về phía là chi tiết theo hóa đơn như thế nào chúng ta cũng đều điền được, hoặc là thậm chí có thể chi tiết theo nhân viên, đơn vị, công trình, đơn hàng, hợp đồng, thì cái này thường là ít ít phát sinh hơn. Đó, chúng ta thường là sẽ theo dõi chi tiết theo hóa đơn ở đây thôi. Đó. Và các cái tính năng về nhập khẩu công nợ từ Excel này thì mình ở đâu trên phần mềm thì khi mà nhập khẩu chúng ta cũng có file mẫu thôi và mình điền đúng như form đấy chúng ta upload lên là được. Và cuối cùng là đến cái công nợ theo đối tượng là nhân viên. Đó. Vậy thì cái tư duy cũng như thao tác nó cũng gần y hệt như là cũ. Nhân viên thì thường dư nợ trên đầu tài khoản 441 rồi. Và danh sách sẽ là danh sách những cái nhân viên mà mình có trên phần mềm ở đây. Đó, dư nợ này. Như vậy là chúng ta đã xong với phần là dư nợ về đối tượng, ba đối tượng khách hàng, nhóm công nhân viên. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cả phần tiếp theo. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần là tồn kho vật tư hàng hóa ở đây. Với tồn kho của vật tư hàng hóa thì mình cần chú ý thêm một số thông tin này. Là chúng ta sẽ bấm nhập tồn kho ở đây. Đấy. Thường thì với vật tư hàng hóa thì số lượng nó sẽ rất là nhiều. Nên là mình sẽ thường hay nhập khẩu từ Excel nhiều hơn. Đấy. Còn với vật tư hàng hóa thì trước hết là chúng ta phải xác định là nó tồn trên kho nào đã. Vì một vật tư hàng hóa thì nó có thể tồn trên nhiều kho khác nhau. Đó. Tiếp theo là hàng hóa gì này, đơn vị tính tồn là bao nhiêu, số lượng cũng như giá trị tồn là bao nhiêu. Đấy, nếu mà nó có số lô và hạn sử dụng thì mình sẽ tách riêng. Đấy, một hàng hóa mà nó tồn trên 10 lô chẳng hạn thì chúng ta sẽ phải tách riêng thành 10 dòng tương ứng ở đây, tương ứng với từng lô, từng date khác nhau. Đó, sau khi mà nhập xong thì chúng ta sẽ có cái danh sách này ở đây. Quan trọng nhất của vật tư hàng hóa vẫn là phải tồn ở kho nào, đơn vị tính gì, số lượng và giá trị tồn là bao nhiêu. Cái vật tư hàng hóa này thì em sẽ show cho các bên tham gia của mình chi tiết hơn một chút về cái nhập từ Excel. Đó. Quan trọng nhất ở trên cái file Excel này mình sẽ thấy mã kho và mã hàng này nó sẽ là bắt buộc. Đó. Quan trọng nhất là mình phải biết tồn trên kho là mã hàng là gì này và tồn này là bao nhiêu. Ở đây có một cái lưu ý, ví dụ như là cùng một cái loại mặt hàng mà tồn trên số lô với hạn sử dụng nó khác nhau thì mình sẽ tách ra thành nhiều dòng nhé, tương ứng ví dụ cùng trên kho Hà Đông này, cùng cái hàng này thì lô này tồn bao nhiêu thì mình điền ở đây, và lô khác tồn bao nhiêu thì mình lại cũng tiếp tục sinh một dòng nữa, hoặc là cùng lại một mặt hàng mà nó tồn trên nhiều kho khác nhau thì chúng ta cũng sẽ sinh ra nhiều dòng tương ứng mỗi dòng một mã kho khác nhau. Sau đó thì mình lưu lại và mình nhập khẩu lại lên trên phần mềm thôi. Phần tồn kho tiếp theo mà chúng ta cần chú ý ở đây nó là cùng ba cái nội dung luôn, đó là công cụ dụng cụ này, tài sản cố định đầu kỳ và chi phí trả trước đầu kỳ. Thì tài sản cố, công cụ dụng cụ này, ba cái này thì nó sẽ rất là tương đồng với nhau. Thực ra nó chính là cái chi phí mình đã ghi nhận trước rồi, tuy nhiên là mình sẽ chưa đẩy và phát sinh chi phí trong kỳ, mà mình hàng thật kỳ thì mình sẽ thực hiện phân bổ và các cái chi phí trong kỳ thôi. Đấy, công cụ dụng cụ với là chi phí trả trước thì nó tương đối là giống nhau, nó giống cả đến cái số tài khoản nợ 242 nữa. Còn đương nhiên tài sản cố định thì nó ở trên một cái đầu tài khoản cố định riêng, tuy nhiên là nó cũng sẽ gần như tương đồng, cứ đến kỳ thì chúng ta thực hiện tính khấu hao thôi.
Vậy thì việc cái khai báo đầu kỳ là chúng ta sẽ khai báo về những cái công cụ, dụng cụ, tài sản hoặc chi phí nhà trước chúng ta đang sử dụng. Giá trị còn lại của nó là bao nhiêu một tháng, nó phân bổ bao nhiêu và còn lại bao nhiêu tháng. Để phần mềm đến những cái tháng tiếp theo thì phần mềm tiếp tục là mình bấm phân bổ và tính toán giá trị tự động cho mình. Đó. Thì ở đây em sẽ hướng dẫn về công cụ dụng cụ đầu kỳ trước. Còn hai cái nội dung về tài sản cố định với cả là chi phí trả trước thì nó cũng sẽ gần tương tự như thế thôi. Thì với công cụ dụng cụ đầu kỳ này, khi mà chúng ta thêm vào, đương nhiên là vẫn sẽ có nhập khẩu từ Excel rồi. Vậy thì cái bước khai báo của nó như thế nào thì rất đơn giản. Thứ nhất là mình theo dõi đầy đủ ngày ghi tăng của nó này. Ví dụ bắt đầu sử dụng từ 15 tháng 10 năm 2020 này. Đấy, mã công cụ dụng cụ là gì? Đấy. Tiếp theo là chúng ta sẽ lựa chọn về số lượng đơn giá thành tiền ở đây. Đó, ví dụ cái này là 10 triệu, 10 triệu chẳng hạn. Thì với đầu kỳ thì chúng ta sẽ bắt buộc phải điền thứ nhất là giá trị mà nó đã phân bổ được là bao nhiêu. Đấy. Để phần mềm tính ra cái giá trị còn lại là 8 triệu này. Tiếp theo là số kỳ phân bổ của cái công cụ dịch vụ này là bao nhiêu và đã phân số kỳ phân bổ còn lại của nó tương ứng là như thế nào. Số tiền phân bổ hàng kỳ là 1 triệu, còn lại được 8 triệu ở đây và cứ cho như là số kỳ phân bổ. Còn số kỳ phân bổ còn lại của nó ở đây là 8 điện. Đấy. Thì như vậy là phần mềm sẽ phân bổ là còn 8 triệu tương ứng với 8 kỳ, mỗi kỳ 1 triệu ở đây ở trên cái đầu tài khoản là 242. Thì đó là về thiết lập về giá trị. Sau đó này, mình quan tâm đến phần bên dưới là mình thiết lập về sử dụng và phân bổ cho những cái giá trị bên trên này. Vậy thì đơn vị nào sử dụng thì chúng ta sẽ lựa chọn cái phòng ban tương ứng đó ở đây. Đó. Như vậy là đây sẽ là cái lưu ý. Nó sẽ chính là cái lưu ý ban đầu của em là kể cả đơn vị công ty mình thực chất là không có chia hẳn các phòng ban ra. Nhưng ít nhất là mình cũng khai báo riêng với bộ phận văn phòng, với bộ sản xuất chẳng hạn. Để đến bước này chúng ta chọn được là cái công cụ dụng cụ hoặc cái tài sản cố định nó sử dụng cho cái bộ phận nào. Đó. Tiếp theo đến đơn vị sử dụng này, mình chọn xong này thì mình sẽ đến phần là thiết lập phân bổ. Thì mặc định là đơn vị nào sử dụng thì sẽ phân bổ vào cái phòng ban đó tương ứng luôn và nó sẽ vào cái tài khoản chi phí là 6423, tức là những cái tài khoản về chi phí bán hàng hoặc là chi phí quản lý doanh nghiệp đó. Tuy nhiên thì có những cái đơn vị này, thì đối với những cái đơn vị thương mại bình thường của mình thường là nó sẽ phát sinh như thế này là ok rồi. Mình có thể nếu mà là cái đấy phục vụ cho bán hàng thì mình chuyển sang 641 thôi, hoặc nếu mà nó là về quản lý thì 642. Còn tuy nhiên một số đơn vị nào mà mình phục vụ công cụ dụng cụ hoặc tài sản hoặc là chi phí trả trước phục vụ cho cái việc là mình sản xuất đấy, thì chúng ta sẽ đổi cái tài khoản chi phí này nó sẽ tương ứng sang cái đầu tài khoản 627 tương ứng ở đây. Và cái đối tượng thì mà mình phân bổ ở đây thì ngoài cái phòng ban ra chúng ta còn có cái đối tượng tổng chi phí hay công trình hay đơn hàng, nó tùy theo cái phương pháp tính giá thành những việc sản xuất của mình nữa. Thì cái đấy nếu mà đơn vị nào tính giá thành thì em sẽ nói kỹ hơn. Còn đối với các đơn vị thương mại bình thường thì chỉ cần phân bổ vào phòng ban vào các cái tài khoản chi phí quản lý và chi phí bán hàng là được rồi. Đấy. Sau đó thì chúng ta thực hiện cất đi. Thì như vậy là nó sẽ lên cái công cụ đầu kỳ của mình và sẽ xuất hiện trên bảng công cụ dụng cụ để đến kỳ chúng ta thực hiện bấm phân bổ thôi. Thì cái thao tác về mặt là công cụ dụng cụ tài sản cố định và chi phí trả trước nó sẽ y hệt như nhau. Đấy, tuy nhiên thì mình sẽ thấy là đương nhiên là tài sản cố định thì nó cần theo dõi nhiều thông tin hơn rồi. Đấy, nhưng mà về những cái mặt cơ bản, ví dụ như là nguyên giá chính là giá trị này, giá trị tính tỷ lệ này, giá trị khấu hao tháng, hao mòn lũy kế, tức là cái giá trị đã phân bổ đấy và nó tính ra giá trị còn lại, cũng như là thời gian sử dụng còn lại, nó chỉ khác với cách gọi tên thôi. Đó. Và thay vì thiết lập phân bổ ở đây, nó phân bổ vào cái tài khoản như thế nào thì các cái thao tác chọn cũng như là về mặt ý nghĩa thì nó sẽ hoàn toàn tương tự nhau và tương tự cả với về phía là chi phí trả trước đầu kỳ luôn. Ở đây thì nó sẽ có hai cái mục là doanh thu nhận trước đầu kỳ và chi phí giờ ra. Thì doanh thu nhận trước thì chỉ có đơn vị nào mà mình có phát sinh nghiệp vụ này thì chúng ta mới có về phía nhập doanh thu nhận trước thôi, tạm thời chưa cập đề cập đến. Và cũng tương tự như vậy là chi phí dở dang là có đơn vị nào mà mình tính giá thành mình sản xuất thì thường mới phát sinh cái chi phí dở dang này.
Còn nếu không thì chúng ta sẽ không có trên cái số dư 154, cho nên là em tạm thời em sẽ chưa đề cập đến ở đây. Đó. Như vậy thì chúng ta sẽ hoàn thiện đủ hết tất cả những cái công nợ chi tiết này ở đây, từ công số dư tài khoản ngân hàng cho đến chi phí trả trước đầu kỳ mình chốt xong đối với các đơn vị thương mại bình thường. Thì chúng ta mới quay lại cái phần là số dư tài khoản ở đây. Thì mình sẽ có một lưu ý này, là một số cái đầu chi tiết như thế này, số dư tài khoản ngân hàng, công nợ khách hàng, cấp nhân viên này, thì phần mềm sẽ tự cộng tổng hợp số liệu lên cho mình này, dư nợ có bao nhiêu. Tuy nhiên là có một số số dư, ví dụ như là tồn kho này, công cụ dụng cụ, tài sản cố định, chi phí trả trước này, mình đã điền rồi nhưng mà trên cái bảng này của em hoàn toàn là không có. Những cái đó chúng ta sẽ phải điền bằng tay. Thế này cụ thể là đối với tài khoản kho này, và các cái tài sản cũng như là công cụ dụng cụ chi phí trả trước 242 đấy, thì chúng ta sẽ phải tự điền bằng tay. Đấy, nó sẽ không tự cộng dồn lên cái bảng số dư này của mình. Thì mình sẽ chú ý là có những cái mà nó tự cập nhật, có những cái mà mình sẽ phải điền tổng số bằng tay. Thì mình cần hoàn thiện miễn làm sao dư nợ này khớp với dư có, là mình có thể ok mình bắt đầu sử dụng hạch toán tiếp được rồi. Đó. Thì đó là một cái lưu ý với cả cái số dư đầu kỳ thôi. Đó. Với cái số dư này thì cái thao tác của nó tương đối là đơn giản, chủ yếu là mình sẽ nhập khẩu từ Excel. Và có một cái lưu ý là khi mà nhập khẩu từ Excel, mỗi khi mà mình không biết là cái trường này nó dùng để làm gì ấy, thì mình quay lại mình mở phần mềm, mình mở cái thao tác thêm bình thường, thì mình sẽ thấy ngay cái trường đấy tương ứng nó để làm gì, để mình biết ý nghĩa của nó, để chúng ta điền vào trên cái phần Excel này. Thì ở đây có đơn vị nào mình đang bắt đầu nhập số dư ban đầu ở phía trên Excel này chưa ạ? Còn về Alo, dạ vâng ạ. anh cho em hỏi chút là khi mà mình nhập số dư tài khoản ấy thì những ngân hàng khác nhau mình có phải tạo cái tiểu khoản là tài khoản con của ngân hàng không? À, hiện tại trên phần mềm như thế này nhá, thì Vâng. mình sẽ không cần tạo riêng cái tiểu khoản Tài con khoản cho từng con. ngân hàng nhá. Vâng, mình khai báo cái danh mục tài khoản ngân hàng ở đây là được rồi. Còn để Thế nhưng đơn mà giản, vâng. vâng, thế thì khi lên bảng cân đối phát sinh ấy thì nó có chi tiết cho từng ngân hàng không? Hay là nó chỉ là tổng thôi? Vì số là nếu mà lên theo bảng cân đối số phát sinh đấy thì nó sẽ không lên chi tiết theo tài khoản ngân hàng nhé, mà nó sẽ cộng gộp hết Lên là tổng. 121 là lên tổng số dư về tài Vâng. khoản ngân hàng thôi. Đấy. Thế nhưng mà em muốn biết được là chi tiết ở trên bảng cân đối phát sinh ấy thì là em phải thêm cái tài khoản con đúng không? Vâng, nếu mà bên mình mong muốn là trên cái bảng cân đối số phát sinh mà nó Vâng. hiện luôn là từng ngân hàng bao nhiêu đó, Vâng. thì mình sẽ cần tạo thêm cái tiết khoản của cái Cái tiểu tài khoản đúng không ạ? khoản, vâng, 121 tiền gửi ngân hàng Việt Nam ở đây. Đấy, ví dụ À, như ở dạ. đây em đang ví dụ là nếu một số đơn vị thì mình vẫn thực hiện như thế này, thì mình Rồi. cần chú ý là mình thêm như thế này và mình Vâng. vẫn cần thêm cái danh mục tài Danh khoản mục. ngân hàng ở bên Rồi. ngoài hệ thống này nhá. Đó. Chúng Vâng. ta chỉ cần lưu ý là lúc mà mình hạch toán thì mình phải chọn tương ứng thôi, ví dụ là Vâng. tài khoản. À, em hỏi chút nữa là bên em có cái tài khoản ngoại tệ ấy. Dạ vâng, Thì khai báo như nào nhỉ? về phía là tài khoản ngân hàng mà theo dõi ngoại tệ đúng không ạ? Vâng. Tức là cái tài khoản đấy chỉ phục vụ để theo dõi ngoại tệ thôi đúng không Vâng. ạ? À vâng, thế thì mình vẫn khai báo như bình thường thôi chị nhé. Thứ nhất là nếu mà mình muốn thể hiện này, thì chúng ta nó có ở đây là 1122 là ngoại tệ như thế này này. Nếu mà mình muốn Vâng. thêm tiết khoản thì mình vẫn thêm tiết khoản vào. Đó. Vâng. Tiếp theo là trong cái danh mục hệ thống tài khoản ngân hàng thì chúng ta vẫn thêm tài khoản ngân hàng bình thường. Hoặc là Rồi nếu ạ. mà tài khoản mà có cả ngoại tệ lẫn Việt Nam đồng thì chúng ta khai báo một danh mục là được rồi. Đấy. Tuy nhiên mình có một chú ý lúc mà mình nhập cái số dư ban đầu ấy, thì cái số dư tài khoản ngân hàng khi chúng ta nhập này, nó luôn luôn có cái loại tiền ở đây này. Vâng. Đấy. Thì mình cần chú ý là nếu mình nhập số dư Việt Nam đồng thì mình chọn Việt Nam đồng, USD thì mình chọn USD. Đó. Và nếu mà mình muốn xem tổng đấy thì mình sẽ lựa chọn là loại tiền tổng hợp ở đây, thì nó sẽ quy đổi hết ra Việt Nam đồng cho mình. Còn nếu mà mình chỉ xem dư nợ riêng USD ở đây thôi thì mình sẽ chọn trong USD, thì nó sẽ có dư nợ và quy đổi ra tiền Việt là bao nhiêu tương ứng của mình ở đây. Tức là cái số dư ban đầu thì mình phải nhập cả USD xong rồi phải nhập cả tỷ giá đúng không? Để quy Vâng đổi ra đúng Việt Nam rồi. đồng Vâng đúng rồi. Đấy, với đúng USD thì mình sẽ có luôn dư nợ này và cái quy đổi luôn của mình ra đây là bao nhiêu tiền Việt ở đây để mình thiết lập. Vâng.
Rồi. Em muốn hỏi nữa là bên em làm sản xuất dịch vụ vận chuyển ấy, Dạ vâng ạ. thì em thấy có cái phần mà khai báo chi phí dở dang này này, Dạ vâng. thì nó có các mục ví dụ như 154 đầu kỳ của em ấy, thì em thấy ở đây của mình có ba, chia ra là nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, chi phí chung. Nhưng của em lại muốn chia thêm một cái nữa là chi phí thuê ngoài trực tiếp nữa cơ, thì em có tạo thêm được không? Tại vì em thấy chỉ có 3 thôi, nhưng của em đang theo dõi là 4. Thuê ngoài trực tiếp đúng không ạ? Vâng. Thực ra thì nó sẽ nằm ở trong một cái mục tương ứng ở đây. Thực ra nó sẽ bên mình dùng thông tư 133 hay là thông tư Em là 133. 133 đúng không ạ? Vâng. Vâng, cái này dữ liệu của em thì nó đang ở bên cái thông tư 200 đấy, còn với 200. thông tư 133 thì nó sẽ hơi khác một chút đấy. Thì em chuyển sang thông tư 133 đây cho mình rồi đấy. Thông tư 133 thực ra ấy, thì nó sẽ liên quan nhiều hơn đến cái phần là lúc mà mình nhập chi phí này thì mình còn phải điền cái khoản mục tương ứng nữa đấy. Đây nguyên vật liệu trực tiếp này, cái này thì nó sẽ phụ thuộc vào cái mà mình đã phân toán trước trên phần mềm là 154 nào mình đã giữ ở đây rồi, nên là hiện tại chỉ có một số cái tiêu thức như thế này thôi nhá. Mình có thể đẩy Đấy. tạm nó vào chi phí tương cũng được. Ờ, thế ví dụ em muốn thêm một cái mục mà chi phí thuê ngoài có được không? Không được ạ. Chi phí thuê ngoài đấy là phục vụ vào trong lúc mình hạch toán thôi chị ạ, còn lúc mà tổng kết và dở dang thì trên phần đang hiển thị một số cái đầu mục như thế này thôi. Nếu mà với chi phí mua ngoài thì thường là nó sẽ là trong cái phần chi phí chung. À không, em hiểu rồi, tức là bên em lại muốn theo dõi riêng cơ, cái phần chi phí thuê ngoài riêng cơ. Thì có thêm được vào không hay là chỉ cố định ba cái Vâng. chi tiết Mặc như định này? là trong lúc nhập dở dang thì nó cố định vào đây thôi chị nhé. Nó sẽ cộng, tại vì là chi phí nào thì nó cũng sẽ cộng tổng mà thôi. Đấy. Nên là mặc định lúc nhập dở dang thì mình sẽ có ba cái mục này để mình nhập Thế thôi. thì không không thay đổi được, không thêm được à? Dạ vâng. Vâng. Ôi. Bên mình vận chuyển thì cụ thể là mình theo dõi theo, chắc là theo từng đơn này chị, hay là theo từng loại hình dịch vụ. Theo từng từng hạng mục ấy, vận Vâng. chuyển để làm một cái dự án sản xuất nhà máy điện gió thì là nó sẽ có từng hạng mục một, ví dụ đến cái giai đoạn nào đấy thì là xuất hóa đơn như thế thì cũng sẽ Vâng, tập hợp có nghĩa nghiệm giá thu, thành theo từng hạng mục vâng, có nghĩa phần mà nghiệm mình vận thu chuyển, từng hạng mục một đúng và không? xuất hóa đơn cũng như là ghi nhận giá vốn từng hạng mục một đúng không ạ? Còn những Đúng cái dư rồi. lại thì sẽ ở một nghiệm thu. Vâng, ok. Vâng, để tiện thì em cũng khảo sát cái đấy luôn vì nó sẽ liên quan đến cái phương án tính giá thành của cái phần mềm nữa. Vâng, ok. Hiện tại em đang theo dõi thì có cả cái khoản thuê ngoài trực tiếp, thì em sẽ tạo một cái mục riêng, tại vì trên cái thông tư 143 thì nó không cố định, mà tức là em có tạo một cái mục riêng để theo dõi cái khoản thuê ngoài riêng. Vâng. Thế nhưng ở đây lại không có. Thực ra vâng, ở trên thông tư 133 thì nó sẽ là 154 hết này. Đấy. Và cái chi phí ở đây này mình sẽ thấy giúp em này. Cái này thì nếu mà đơn vị nào mình thương mại mình sẽ chưa cần quan tâm nhá. Cái khoản mục chi phí này này nó sẽ áp dụng cho các cái đơn vị nào mà mình sản xuất thông tư 133 thì nó sẽ là nhân công trực Em chính tiếp là này. sản xuất đấy, bên Vâng em đấy, là dịch vâng vụ đấy. Nó sẽ là nhân công trực tiếp này, vừa để trực tiếp vào sản xuất chung. Đấy. Thông tư 13 nó bắt buộc phải điền khoản mục của chị ở đây. Thì thực ra là cái dịch vụ mua ngoài ấy nó đã là một phần nhỏ ở trong cái sản xuất chung này rồi. Nên không. là vâng. Cái dịch vụ ngoài đây, nếu ví dụ nó là một phần nhỏ thì ở đây, nhưng bên nó lại rất là lớn. Ví dụ như là cả một cái giá thành nó khoảng 100 triệu thì cái thuê ngoài nó phải tầm 20 triệu rồi, khoảng 50 triệu. Dạ vâng. Vâng cái này thì vâng. Thôi đừng. Vâng bên em thì xây dựng theo đúng cái yêu cầu của thông tư ấy, nên là sản xuất chung nó bắt buộc phải nằm trong cái mua ngoài nó bắt buộc phải nằm trong cái sản xuất chung rồi, cho nên là hiện tại chưa chưa tách riêng ra được chị nhá. Đấy, ba cái nhân công trực tiếp này, nguyên liệu trực tiếp với sản xuất chung nó sẽ là Ừ. ba cái đầu Anh mục mà hướng dẫn mình. đấy, khi nào đến cái phần giá thành thì sẽ nói kỹ hơn. Dạ vâng đúng rồi ạ. Dạ. Vâng. Đó. Em hỏi nhập cái số dư của cái tài khoản 341 ấy, tài khoản mà các khoản đi vay ấy, Dạ vâng. thì em chưa thấy, em chưa biết nhập chỗ nào. À, các khoản đi vay đúng không ạ? Vay của em, vay của mấy ngân hàng, bây giờ muốn chi tiết ra từng ngân hàng một ấy, hoặc là từng khoản vay một ấy. À vâng. Những cái khoản vay đấy thì
hàng tháng thì mình thực ra mình cũng đang theo dõi về các cái lãi mình phải Đúng trả, rồi, thực ra mình cũng đang theo em dõi là bên ngoài có rồi. phải đúng rồi. Vâng, ok. Đấy, thì ở đây nó tạm thời có một phương án nhé. Thứ nhất là 341 thì nó cũng là một dạng phải trả, nên là mình thấy là thông tin của nó sẽ tương ứng với, nó sẽ gần giống với cả cái tài khoản 331 của mình, là phải trả cho người bán. Cái này thì nó chỉ là cái phải phải trả cho một cái đơn vị khác của mình thôi. Đấy. Thì mình có thể các khoản đi vay ở đây đúng không ạ? Thì mình có thể áp dụng một phương án nhé. Đó là chúng ta tiếp tục này, sửa cái tài khoản 3411 này và theo dõi chi tiết theo đối tượng là nhà cung cấp. Đó. Mình Vâng, sẽ nhưng coi sửa như là sửa ở chỗ nào ạ? dạ. Sửa ở chỗ nào ạ? À, mình sẽ bấm ở trên cái bảng hệ thống tài khoản này. Nó có một nút sửa bên phải này chị này. Đợi đợi em chút nha. Danh mục này. Hệ thống tài khoản này. Xong rồi tìm cái tài khoản 341 đấy đúng không ạ? Vâng đúng rồi, mình bấm nút sửa bên góc phải. Đợi em chút. Đây 3411 và 3412 đây. 3411 đây, sửa. Vâng. Xong rồi như nào ạ? Mình sẽ tích theo dõi chi tiết theo đối tượng là nhà cung cấp ở đây ạ. Nhưng đây em không thể có. À Chỉ có mình là nhân bản xóa chuyển tài khoản hạch à toán không, ngừng sử dụng thôi. mình bấm vào nút sửa. Chị có đang nhìn thấy màn hình của em không ạ? Mình có cái nút sửa góc bên phải này. Đó. Vâng, ở đây đấy. Nếu mà nó không thấy nút sửa ở đây nhá, thì mình bấm vào cái nút mũi tên này, làm sao để mình tìm đến được cái nút sửa này. Đấy. Còn nếu mà mình không thấy nhá, thì có thể là do tài khoản của mình không có quyền để chỉnh sửa cái hệ thống tài khoản. À đây rồi, Vâng. em thấy rồi. Dạ vâng, mình bấm nút sửa này. Sau đó Rồi ví rồi. dụ ở đây em lựa chọn theo đối tượng là nhà cung cấp ạ. Xong em bấm lưu đi. À. Vậy thì mình sẽ vào mình khai báo cái ngân hàng tương ứng của mình. Nó thành một nhà cung cấp đúng không Vâng, ạ? Đấy, sau đó thì mình vào nhập số dư ban đầu đấy. Thì khi mà nhập công nợ nhà cung cấp này, thì thay vì nhập số dư của tài khoản 331 thì chúng ta có thể nhập số dư của tài khoản 3341 là các khoản đi vay. Mình chọn rồi. đến ngân hàng tương ứng này và mình đang còn nợ ngân hàng bao nhiêu thì mình sẽ lựa chọn ở đây. Đấy, hàng kỳ mà mình trả nợ thì mình sẽ giảm 341 đi, mình trả lãi thì mình ghi nhận vào chi phí tài chính. Thì cái đấy là phương án dễ nhất và ok nhất để làm được trên phần mềm hiện tại. Rồi em hỏi nữa là phần mềm mình có hỗ trợ cái tính lãi vay không? Ví dụ như bây giờ là lãi vay theo từng món giải ngân ấy, thì Vâng. có áp được lãi suất và tính được lãi vay từng kỳ của từng món vay không? À, cái này thì hiện tại nhá là trên phần mềm có tính năng về khế ước đi vay rồi. Đấy. Thì cái Vâng. này cụ thể trong cái phần là tiền gửi thì em sẽ Tiền khảo sát kỹ hơn nhé. vâng. Về trong cái phân hệ tiền mặt tiền gửi em sẽ khảo sát kỹ hơn về cái việc đi vay của mình đấy, vì đi vay thì nó thực ra nó có nhiều hình thức một chút, có đôi khi lãi cố định, có đôi khi lãi suất biến đổi, thì cái này em phải khảo sát kỹ hơn một chút thì để xem là bên đơn vị mình có sử dụng được cái phương án này không nhá. Đấy. Vâng. Còn trên phần mềm thì có tính năng về khế ước đi vay rồi. Tức là sẽ nói kỹ hơn vào cái phần tiền gửi đúng không? Cái Vâng phân đúng hệ rồi, vâng, tại vì nó liên quan trực tiếp đến cái đoạn phần là thanh toán của mình nhiều vâng. hơn. Ok, thì cái này em cũng sẽ ghi nhận ở đây về lãi vay và khế ước vay nhé. Thì đến phần đấy thì Vâng. em nghiên cứu cụ thể hơn cho bên mình ạ. Vâng, mình còn câu hỏi gì nữa không ạ? Không, em hết rồi. Dạ vâng, ok ạ.